là đúng vào cái ngày là Tết âm lịch của Việt Nam luôn á, là bên nó 2 anh em mình đi làm bình thường. Mình đi làm kiểu như mình để một thằng người Nhật cùng nhóm nó chửi, kiểu như đi làm là không phải là đi làm kiếm tiền nữa, mà mình cảm nhận đấy gọi là mình bán mạng. Có mấy cái video mà mình lên cái tòa nhà mấy chục tầng mà nhìn dưới người là người bé tí thôi, mấy cái video đó không bao giờ dám đăng tên. Câu hỏi tiếp theo thì sẽ không liên quan nhiều đến JLPT cũng như là việc học. Không biết là Dũng Sàng có thể chia sẻ về một cái điều mà Dũng Sàng tâm đắc nhất khi mà làm việc tại Nhật và tiếp xúc với người Nhật nhiều như thế, thì một cái điều mà Dũng Sàng thấy học hỏi được nhiều nhất từ người Nhật và rất là muốn trang bị cái đấy cho bản thân, thì đó sẽ là điều gì ạ? Mọi người mà bảo mà học được gì từ người Nhật á, thì mọi người hay bảo là người Nhật là tính kỷ luật này, là nghiêm túc cho công việc và đúng giờ. Những ngày đầu tiên mới sang Nhật thì đầu tiên là lời chào, đi ở đâu đi tới đâu, hoặc là lúc đi lúc gặp người ta mình chào, lúc chia tay mình vẫn chào, là gọi là lời chào và lời tạm biệt. Đặc biệt là người Nhật rất là thích nói cảm ơn, mặc dù là những hành động rất là nhỏ nhất. Đó là những điều mà mình cảm thấy là rất là trân trọng. Còn về nếu mà tính ra mà nếu mà học được gì từ người Nhật á, thì mình sẽ liên quan đến công việc của mình, là an toàn là trên hết. Bất cứ một người Nhật nào người ta đều là đề cao là an toàn là trên hết. Hồi đi làm xây dựng thì hay leo giàn giáo, nhiều khi leo ở trên cao lệnh sống, gọi là lệnh xương luôn á. Nhiều khi gió thổi là kiểu như mình đi vừa đi mà móc cái dây an toàn đó rồi mà vừa đi vừa run. Kiểu như đi làm là không phải là đi làm kiếm tiền nữa, mà mình cảm nhận đấy gọi là mình bán mạng. Có mấy cái video mà mình lên cái tòa nhà mấy chục tầng mà nhìn dưới người là người bé tí thôi, mấy cái video đó không bao giờ dám đăng tên. Nếu mà đăng lên thế thì nhiều người sẽ, còn thậm chí ba mẹ mình sẽ không thể cầm mắt được ạ. Còn nên gọi là an toàn là trên hết ạ. Theo mình nghĩ điều đó là quan trọng nhất học từ người Nhật. Tức là người ta không có xem nhẹ cái tính mạng của mình, đúng không? Tại vì đôi khi là mình cứ mãi chạy theo đồng tiền ấy, và mình không có để ý sức khỏe của mình. Đó, mình không có tuân thủ chặt chẽ những cái thì người Nhật lại làm điều đấy rất là tốt. Mình làm ở công trình á, thì mỗi lúc mà vào lên bà mới và công trường mới nhá, thì người ta sẽ có phỏng vấn này để học cái nội dung nội quy của công trình này. Công trình này làm gì và nội quy như thế nào, và chỉ ra người ta sẽ chỉ có một cái bản đồ chỉ ra những lối thoát hiểm như thế nào trong những trường hợp khẩn cấp á. Với là người ta sẽ hỏi mình sang đây lâu chưa, là có hiểu tiếng Nhật không, nhìn mấy cái biển báo này có hiểu không. Nếu mà những bạn mà cái này là thực tế, cô hai của mình có một bạn là lên mà không hiểu là bị đuổi về. Cái này chia sẻ thật á, người ta ưu tiên là quan trọng nhất, an toàn là quan trọng nhất. Bởi thế nên mỗi lần mà đi công trường mới bắt buộc phải học nội quy ở công trường đó. Đó là điều ưu tiên số 1 luôn ấy. Trong 6 năm làm việc với người Nhật thì Dũng Sàng có một cái kỷ niệm nào mà nhớ nhất không? Mình sẽ rất là muốn nghe về một cái kỷ niệm mà nhớ nhất, ấn tượng nhất. Nó có thể là kỷ niệm vui, có thể là kỷ niệm buồn, có thể là một cái kỷ niệm nào đó mà giúp cho mình có được cái ngày hôm nay chẳng hạn đấy. Thì liên quan đến kinh nghiệm làm việc với người Nhật thì Dũng Sàng có thể chia sẻ một câu chuyện nào đấy không ạ? Nếu mà chia sẻ về kỷ niệm nhé, kỷ niệm vui thì so với kỷ niệm buồn thì kỷ niệm buồn nó sẽ đáng nhớ hơn. Thì mình xin chia sẻ kỷ niệm buồn mà đáng nhớ nhất á. Hôm đó là 2 anh em là đúng vào cái ngày là Tết âm lịch của Việt Nam luôn á, là bên nó 2 anh em mình đi làm bình thường. Mình đi làm kiểu như mình để một thằng người Nhật cùng nhóm nó chửi vả, nó xúc phạm kinh lắm. Kiểu như nhá, mình làm xong mình hôm đó là cái nhóm mình là chia ra đến thuê, là 2 thằng làm bên kia, 2 thằng làm bên này. Thì mình làm cho một nhóm bên này, thì mình đã làm xong công việc rồi, thì mình xong mình dọn dẹp rồi xong việc rồi, thì mình về mình dọn đồ về, thì mình đợi nó về. Thì hai cái thằng này thì nó làm bên kia, thì nó thấy kiểu mình làm xong mà mình không chờ nó, gọi là, nhưng theo nguyên tắc là bên nhóm nào làm xong nhóm đó thì nhóm đó về, mà đáng là mình có thể về trước, nhưng đây là mình đợi nó. Thế là nó xong là kỷ niệm đó là mình 2 anh em là bị nó chửi. Thằng này là gọi là thằng Nhật, có những người Nhật rất là tốt bụng, rất là đáng để yêu quý. Nhưng gặp cái thằng này là tính, không biết nó tính nó kiểu gì, nó chửi mình. Thế là hai anh em hôm đó là chất cả đống đồ, là đi hôm đó là đáng lẽ là được về ô tô chứ, nhưng hôm đó vừa vừa chất cả đống đồ về, vừa cầm cái ô mà là bắt tàu về. Mà hôm đó đúng Tết của Việt Nam ấy, tại vì nó chửi. Thế nên mình càng có động lực mình đi học. Hồi trước mới đầu làm thì mình sẽ nghỉ làm lâu dài, thì sau là mình nghĩ thế để thằng mày chửi thế để ta có động lực ta học, ta cố gắng học để ta chuyển việc. Thì xem như đó là giống như hết cái duyên rồi thì mình có cái động lực để mà mình rời đi ấy. Vậy thôi. Thế có kỷ niệm vui nào không ạ? Bây giờ có buồn thì phải có vui đúng không? Có một cái động lực, cái kỷ niệm buồn đó cũng là một trong những cái mà mình thấy là thôi thúc nhất, khiến cho Dũng Sằng có quyết tâm là mình phải, gọi là mình hay nói vui là đổi đời đấy đúng không? Mình đổi sang một cái công việc mới tốt hơn, mình không thể chịu được cái cảnh khổ như vậy nữa. Đó, thế thì kỷ niệm vui thì sao? Nếu mà kỷ niệm vui nhất á, rồi được là mình có một nhóm học tiếng Nhật á, thì mọi người có một tổ chức một buổi offline, mọi người từ các tỉnh, từ Tokyo, Kanagawa, rồi mấy cái tỉnh mà ở rất là xa, rồi Chiba, rồi tập trung về Osaka với là những bạn ở gần đây, thì có một buổi họp rất là vui, mọi người cùng học tiếng Nhật, cùng giao lưu chia sẻ tiếng Nhật, mà là mọi người đã lên lịch là cùng nhau gặp nhau, cùng đi ăn chơi, nói chuyện chia sẻ, là kiểu như mình nghĩ là mình có thêm một gia đình mới ấy. Thế nhưng mình chia sẻ thêm là những người bạn đó mình đã gọi là gì ta, hồi đó là rất là cống hiến á, vì mình hoạt động trong một tập thể mà có giờ giấc, là có quy định, là có nội dung làm gì đó, là những bạn, thực ra những bạn tuổi trẻ rất là nhiệt huyết. Thì mình may mắn là có thêm một gọi là mình chăn như là một gia đình mới để mà cùng nhau chia sẻ. Thế nên có một buổi offline rất là vui, và mình nghĩ đó là kỷ niệm mà đã từng vui nhất ở Nhật. Thật sự là khi mà có một cái hội, gọi là một nhóm như vậy ấy, và mọi người ở bên đấy cùng giúp đỡ nhau và cùng nhau cố gắng và chia sẻ cho nhau, thì mình thấy đấy đúng là một cái niềm an ủi đối với mình, giống như là một cái gia đình thứ hai ở bên Nhật đó. Vậy thì với tư cách là một senpai đi trước, và mình có thể gửi lời khuyên cho những bạn cô 2, có thể là bây giờ vừa mới học N3 xong, hoặc là các bạn đang chuẩn bị học lên N2 ấy, thì có một cái lời khuyên nào cho các bạn cô 2 trên hành trình chinh phục tiếng Nhật của mình không ạ? Nếu mà được thì sẽ rất là mong muốn Dũng Sằng có thể gửi ít nhất là 2 lời khuyên quan trọng nhất cho mọi người trên hành trình học tiếng Nhật. Theo mình nghĩ có lời khuyên á, nếu mà mọi người học tiếng Nhật á, thì mọi người bắt đầu học từ bây giờ, là chưa bao giờ quá muộn để học cả. Mình học nha, mình học và làm việc là trong im lặng thôi, không cần để mà biết mà người khác nghĩ mình đang làm gì á, mình cứ học thôi. Thực ra một cái điều mà để mà giúp mình mà đứng dậy á, là để mà duy trì cái thói tích cực á, thực ra nó động lực nó là chỉ một phần thôi, mà biết là cái sự khinh thường từ mà nhiều người mà coi thường mình á, đó là cái động lực lớn nhất để mình cố gắng. Vì bản thân mình đã từng là hồi trước đó mình học, gọi là học không phải là quá giỏi, mình học là một người rất là bình thường, nhưng ra đời đi làm là cũng rất là nhiều người coi thường mình á. Thì thế nên mà động lực mà để mình phấn đấu á, là từ nhiều người, mà gọi là từ những người mà ác ý với mình á, những người mà đã coi thường mình á, thì mình đã có động lực để cố gắng. Thực ra là mình theo một lời khuyên á, thì mình phải học tập là làm việc là có kỷ luật, là nếu mà những gì mà đã bật ra thì nên làm luôn, chứ đừng để ngày mai. Mình xin hết ạ, 2 lời khuyên đó. Việc gì mà có là làm luôn chứ không để ngày mai đúng không? Mình sẽ nhớ câu này, và mình cũng rất là thích câu này. Câu này là một cái nhắc nhở bản thân mỗi ngày là không có được trì hoãn, và việc học ngày hôm nay chưa bao giờ là muộn cả. Mình luôn nghĩ là bây giờ mình bắt đầu thì có quá muộn không đúng không? Mọi người thường băn khoăn những câu hỏi như vậy. Chưa bao giờ là muộn cả. Một câu hỏi cuối cùng mà mình rất là muốn hỏi Dũng Sằng, đó là nếu bây giờ được lên cỗ máy thời gian của Doraemon và quay ngược về quá khứ, thì Dũng Sằng thấy là, tức là mình khi mà mình dạy tiếng Nhật ấy, thì mình thấy hầu như các bạn sẽ là học hết quyển Minna 1 là khoảng đến bài 25 đi đúng không? Còn giỏi lắm thì các bạn học lên được bài 30, 35 chẳng hạn, và các bạn đã đi sang Nhật để đã sang Nhật để làm rồi á, thì theo như cái góc nhìn của Dũng rằng cái trình độ tiếng Nhật như thế nào thì sẽ là một cái bước đệm tốt nhất cho mọi người sang Nhật. Ý của mình ở đây là mọi người thường học hết bài 25 và sang Nhật thì mọi người vẫn còn rất là nhiều khó khăn. Chỉ riêng là về nói thôi, cũng không nói được nhiều, nghe người ta nói cũng không hiểu nhiều, đúng không? Chắc là bập bẹ một vài từ thôi và rất là khó khăn. Nên thời gian đầu thì mình thấy tất cả mọi người đều bảo như vậy. Vậy thì nếu mà bây giờ được cài đặt lại cái level cho cái việc là bạn nên có tối thiểu ở cái level này và sau đó thì bạn mới nên sang Nhật làm việc, nó sẽ tốt, nó sẽ là một cái khởi đầu tốt hơn cho bạn ấy, thì Dũng rằng nghĩ là như thế nào ạ? Nếu mà bắt đầu với một ngôn ngữ mới ấy, thì đầu tiên mình phải theo học một lớp nào đàng hoàng. Vì những bài mà sơ cấp đầu tiên ấy, thì bản thân mình đã từng tự học nên mình cảm thấy rất là khó khăn chật vật. Thì sau một thời thì theo mình nghĩ là nếu mà bạn nào mà muốn học ngoại ngữ hoặc là học một cái gì đó, đầu tiên cần phải có một người thầy để dạy cho mình từ những cái mà đơn giản ban đầu. Vì những kiến thức mà ban đầu á, thì nó rất là quan trọng nhất. Thậm chí mọi người là rất là xem nhẹ phát âm nhá. Nếu mà tự học mà mình phát âm là rất là dễ sai luôn á. Thì những người thầy đầu tiên á, thì người ta sẽ dạy cho mình chuẩn phát âm, chuẩn từ những cấu trúc ngữ pháp gì đó, thì mình nghĩ sẽ dễ hơn á. Chứ nếu mà tự học thì thực ra mất rất là nhiều thời gian, mình nghĩ là như vậy. Nếu mà để mà học lên á, thì đầu tiên là cái kiến thức nền tảng nó rất là quan trọng. Dũng rằng có nghĩa là nếu mà có N3 sau đó mới đi sang Nhật thì mình sẽ có một cái khởi đầu tốt hơn không? Về mặt là chúng ta hiểu người Nhật nói gì, chúng ta giao tiếp được và chúng ta không gặp quá nhiều khó khăn trong cuộc sống ấy, thay vì là các bạn luôn luôn chỉ là bài 25 sau đó các bạn đi. Không, thực ra mà tâm lý ở hồi học trung tâm nhá, những bạn mà đã hết 25 bài thì các bạn đều không có tâm lý học nữa rồi, là đều chỉ đợi ngày muốn bay thôi. Mình những bạn đi học á, thì người mục đích sang Nhật là mục đích người ta để kiếm tiền chứ không phải là để học tiếng Nhật. Có cái chị mà mới học tầm 77 mà cứ học lui hoặc là kiểu như chị nhớ lâu á, nên cứ cho học 77 nhưng vẫn bay mà sang thì môi trường mới rất là vất vả. Theo mình nghĩ mà nếu mà đúng mà để mà dễ hơn á, thì các bạn nên có một kiến thức mà chắc chắn. Nếu mà như N3 thì càng tốt ạ, vì mình không cần phải vội. Vì sự học là cả đời mà. Mình đã có kiến thức nền tảng thì mình sang đây môi trường nó sẽ rất là dễ, gọi là rất là dễ để mà theo cái dòng công việc và sống bên này nó cũng sẽ dễ hơn á. Chứ hồi sang như mấy cái bạn mà mới học rất là ít thì qua đây sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Để kết thúc video này thì mình muốn hỏi Dũng Sàng một câu, đó là có một cái điều gì đấy ở bản thân mà Dũng Sàng thấy là mình đã thay đổi, mà thay đổi rõ rệt luôn á, trước khi mình sang Nhật. Cái thời điểm mà mình chuẩn bị bay nha, mình chuẩn bị bay á, đó, Dũng Sàng của 6 năm về trước ấy, và Dũng Sàng của hiện tại thì một điểm thôi, không quá nhiều, một điểm khác biệt to lớn nhất có thể là trong tư duy của mình, có thể là trong cách suy nghĩ, trong cách sống, cách làm việc của mình á, thì đó sẽ là điều gì ạ? Thời gian của mình là càng ngày càng quý giá. Vì thế là hàng ngày là mình sẽ thôi thúc bản thân để sẽ cố gắng từng ngày. Vì mình cảm thấy mình học mãi mình chưa đủ. Mình hồi trước mình học tiếng Nhật xong mình định học luôn cả tiếng Hàn. Vì mình thấy là kiểu như là biết thêm một ngôn ngữ, biết thêm một ngoại ngữ là kiểu như một sống thêm một cuộc đời mới ấy. Thì mình nghĩ là như vậy. Thời gian đối với mình là quan trọng nhất. Vì càng ngày mình cảm thấy cái quỹ thời gian của mình càng eo hẹp. Giờ mình bảo học hoặc làm việc, thì hồi đó là mình vừa học nhé, vừa mình có công việc bán hàng riêng nữa, thì mình cảm giác như là thời gian không đủ. Hồi đó là một ngày là ngủ rất là ít luôn, bảo là thèm gì nhất là chỉ thèm ngủ thôi, thèm ngủ nhất. Bởi thế nên mình bảo là giờ mà ước mà có thời gian mà ngủ một ngày mà tầm 36 tiếng thì ngủ 36 tiếng cũng được. Nhưng mà giờ bảo có thời gian là chắc giờ không ngủ nữa, vì có nhiều cái thứ mà mình muốn làm đó. Mình rất là đồng tình với cái suy nghĩ là thời gian là cái thứ quý giá nhất. Và có vẻ như là khi mà chúng ta càng đi làm ấy, chúng ta càng ôm đồm rất là nhiều việc và chúng ta phải xử lý quá nhiều thứ thì chúng ta sẽ luôn cảm thấy thiếu thời gian. Và mình lại còn phải cân bằng giữa gia đình này, giữa việc bảo đảm sức khỏe của mình, như là giấc ngủ làm sao phải đảm bảo đủ chẳng hạn. Đó, thì chúng ta trong một cuộc đua với thời gian và phải đạt được những cái thứ mình muốn trong khoảng thời gian sớm nhất có thể. Cảm ơn rất là nhiều những cái chia sẻ chân thành của anh Dũng ngày hôm nay. Và mình tin là tất cả các bạn học viên trên kênh Nhật ngữ Riki ấy, thì mọi người nghe xong cái câu chuyện chia sẻ từ anh Dũng, mọi người cũng sẽ đúc kết ra được những cái bài học, những cái tip mẹo của riêng mình, không chỉ là áp dụng trong vấn đề học tiếng Nhật JLPT mà còn từ những cái kinh nghiệm làm việc với người Nhật của anh Dũng nữa. Một lần nữa cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Và anh Dũng có thể gửi một lời chào tạm biệt đến các bạn học viên trên kênh Nhật ngữ Riki không ạ? Hôm nay cũng rất là vui vì được trung tâm Riki cũng như là N-Sensei và bạn Linh đã kết nối mình để cùng hôm nay có một buổi giao lưu rất là vui thế này. Mình là chúc trung tâm Riki là càng ngày càng phát triển và đào tạo đã được thêm càng thật là nhiều thế hệ học viên hơn nữa. Vì theo mình được biết thì các bạn học viên Riki ấy, thì cũng đã học ra và các bạn đã sang Nhật và nhiều bạn cũng đã rất là thành công. Và thành công là quan trọng là nhờ là cái kiến thức mà tiếng Nhật đã học được. Nhờ những kiến thức đó mà các bạn mới là có một nền tảng để sang đây làm việc. Và nhiều bạn là vẫn muốn sống bên này mà nhờ có tiếng Nhật nên mọi người là cảm giác như là gì ta? Cái môi trường ở Nhật mọi người đã quen rồi, giao tiếp cũng ok rồi, thì mọi người mới cảm thấy là yêu thích Nhật Bản hơn. Và nhờ đó nên mọi người nên hãy cố gắng là học từ bây giờ. Nếu mà mọi người mà đã và đang học thì mọi người cứ mà gọi là cứ cố gắng. Vì mình nếu mà mình đừng xem là gọi là mình đừng nghĩ là học là đủ, vì kiến thức là như biển vậy, mình cứ học hàng ngày thôi. Vâng, mình xin chia sẻ vậy ạ. Cảm ơn lời chúc của anh Dũng rất là nhiều. Mà từ một con người cực kỳ chăm chỉ, luôn luôn nở cái nụ cười trên môi, đúng không? Và chúc cho chúng ta sẽ có nhiều những cơ hội công việc tốt hơn và có một cuộc sống tốt hơn, bởi vì chúng ta đã biết đến tiếng Nhật. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của Học Cùng Người Giỏi. Và mọi người đừng quên là nếu thấy buổi chia sẻ này hữu ích thì hãy để lại comment phần bình luận phía dưới để mình cũng như là Dũng Sẵn sẽ đọc rất là kỹ những cái bình luận của các bạn nhé. Mọi người có thể nhấn like cho video này, chia sẻ video này đến những bạn bè của mình hơn và nhấn follow theo dõi kênh Nhật ngữ của Riki, vì chúng mình sẽ tiếp tục lên những tập tiếp theo trong series Học Cùng Người Giỏi nhé. Đến đây thì